thêm cái 1 và 2 và nữa là hết ô thứ 2 nữa. 1 và 2 và 1 và 2 và rồi lại mình sẽ đếm 2 ô khởi đầu. 2 ô khởi đầu là không đánh, cho nhiệm nó quen, sau đó mình mới đánh. Rồi đếm đi. Đếm đếm lại nè. 1 lại 1 và 2 và 1 và màu xanh xanh chấm thêm vàng vàng. Đúng rồi, nó chậm như vậy. Một màu xanh chấm thêm vàng cánh. Chạy nhịp rồi, chạy nhịp rồi, slow chậm rìa. Một và hai và một. Màu xanh xanh chấm thêm vàng. Để giữ nhịp ha. Một màu xanh chấm thêm vàng. Chạy cánh đồng hoàng. Chạy rồi, em cứ đếm nhịp. Và hai và một và nhịp chân được chưa? Có nhịp chân ở 50 được chưa? Đánh nhịp chân 50 được không? Một một đâu một lại nè. Đúng rồi, rồi thử vô nè. Sao cho nó đều lại em? Dạ. Ngồi. Em lo đếm nhẹ đi chứ ai đừng có phiêu. Đúng rồi, đi rửa. Nè, đi rửa. Đúng rồi, đi đi. Trời, con tập tàu số 2 kìa, cái chỗ khựng đó. Chạy nhịp hoài silo hơi lên bolero luôn rồi. Em có hai cái là lộn mà nhịp em không theo được. Ừ. Em lộn dây luôn. Thì cái bass của em á, cái biên độ đó là do ngón cái đánh. Cái biên độ đó thì nó chỉ có 2 dây thôi, điều chỉnh với cái dây 6 nó xa hơn chút, giơ tay hơn chút. Cái này là dây máy á. Chữ X là không đánh. Chữ X là không đánh. Chữ O là đánh. Thực ra chỗ này á, nếu muốn đánh thì đánh thêm ngón cái bấm vô đây cũng được ha. Mình sẽ đánh bass là bass rê, là ở dây số 4 đó, bass rê. Nốt la, không phải nốt la, không phải đây, mình sẽ nốt la. Nếu mà đánh đúng bass của nó, đánh bass kho thang ở đây, ngón cái đưa vô cũng được ha. Còn cái này là cũng là dây... Đúng rồi, dây 4 luôn nè. Yeah, yeah.
bấm được hai hợp âm rồi kìa. Bấm ngọt luôn á, không có bị tịch á. Vài bữa là đẹp được rồi á. Rồi, chúng ta đến đây đem về tập ha.